Có nhiều người thì người ta làm cầu thang, có nhiều người ta làm cái cầu đi ra ngoài kia luôn. Thôi. Không, không, nếu nếu cái này nó còn làm đường bê tông. Cái xuồng này có làm gì nè, mua bán là bắt cá vậy. Không có tiêu. Đi xịt cá, ông chồng xịt bỏ bơi ra được con. Nghỉ hè chưa? Con được nghỉ hè chưa? Con có đi học không? Có hả? Bây giờ nghỉ rồi phải không? Ông xuống quay mấy cái mùng cá chút. Ừ, có cá nè, cá bự bự không luôn á. Thấy cậu tre là thấy ghê quá. Giờ lớn tuổi rồi đi thôi. Hơi ngán. Chứ mà trẻ là đi thoải mái. Ta cho nó ăn cái gì vậy ta? Cá bự bự quá nè. Quay cá. Ta cho nó ăn cái gì nổi lên bền như không? Nó thấy mình tới động quá nó. Cái mụn lớn này không thấy nó lên. Rồi nó mụn bên kia rồi nó đang nhảy lên. Nó êm êm nó lên. Cá tra này cũng cỡ nửa ký một ký. Ông chuẩn bị dến nè, mùa nước tới rồi. Đặt ở đâu? Ở dưới kinh đó hả? Bữa nay tôi không có đem kẹo theo nữa, không có cho tụi nó. Dạ. Ông này đẹp trai quá ta. Hả? Có anh ta. Có con mộ ở ngay nhà luôn rồi. Hả? Vậy hả? Đấy, cháu tao. Vậy bộ với cậu. Mấy đứa nghỉ hè hết rồi hả? Nghỉ, nghỉ hè ở nhà làm gì ta? Hả? Học bài. Học bài á? Đang nghỉ hè là người ta đi chơi mò cua bắt ốc này nọ chứ. Dạ, mà mình đặt giới nữa hả? Dạ, đặt giới. Dạ, cái này là cái bình trà này bà con làm bằng... Ủa, cái này bằng gỗ luôn mà. Dạ, 450 ngàn. 400? Cái bình luôn với cái vỏ này. Ở này cái vỏ dừa hả? Hay là dạ, bằng... Cái cây thuốc lốt cái gì á. Ở này cây dừa không? Để nó làm rồi nó dán cái sạch dừa vô đây nè. À. Nó dán mấy cái vỏ dừa vô. Thì sao không đi chơi? Mấy ông không đi chơi. Không đá cầu hả? Nó nhỏ xíu mà nó đâu biết đá đâu phải không? Nước ở trên thượng nguồn đổ về thì bà con ở đây người ta kêu bằng nước đổ à, còn không nước quay hả? Nước quay là ở ngoài sông Cái hả? Ở ngoài sông Cái là nước nó quay là lên luôn đó. Ở ngoài sông Cái á, nước nó đổ về nó quặn cái nước á. Người ta kêu bằng nước quay. Nước quay là nước cũng như là nước về đó.
nó quay là coi như là nước ở thượng nguồn nó về đó. Năm nay không biết lớn không rồi nè. Đây thì kêu nó năm nay lớn hơn năm rồi đó, không biết sao. Mà giờ lũ lụt nhiều là nó phải mở đập rồi, chứ nó không có bao giờ nó dám đắp đâu, đắp là nó chết cả nửa nước. Trung Quốc á, nó mở thì mình dưới này hưởng sấy. Dạ, nó mở rồi mình ở dưới này rồi có nước rồi mình ăn gì có nước rồi. Mới có cá. Dạ, có cá rồi thêm đất ruộng nữa rồi có đất phù sa nó được tốt. Còn mà nó bích cái chảnh thì mình ở đây không có đất phù sa thì thành ra mình thất bại đủ thứ hết trơn. Nhiều ruộng gãy cũng thất bại mà cá mắm mình làm cũng thất bại nữa. Mùa nước cái về có mùa nước bà con ở đây kiếm cá ăn cũng sống được, được. Nói vậy chứ nếu mà đi làm công cho người ta chứ mùa nước mà đi làm cá là lợi hơn nhiều. Bây giờ làm mướn, tính ra làm mướn thì ngày nào cũng ngày nấy hết trơn. Bây giờ tôi nói với anh vậy phải không, chắc ông lớn tuổi tôi nhiều rồi. Tôi 66 giờ lớn tôi 21 tuổi, tôi 35, tôi tức ông tuổi dậu rồi. Không, tôi tuổi thân. Tuổi thân. Thân 67 rồi. 67 rồi hả? 66 là tuổi thôi dậu. Ăn gian năm không được rồi thôi. Tuổi đâu phải, tuổi lớn tôi tuổi 2 tuổi là tuổi thân phải rồi. Tuổi tức. Tức hả? Nữa tuổi tức bằng tuổi anh em chứ. Dạ. Vậy là thì đó chắc ông đam lại vụ chén đồ luôn cái gì. Ừ, chén gạo mì tùm lum tà la của người ta cho thì tôi mang lại cho người nghèo thôi. Mà rầm vô tháng 7 rồi chưa thấy ai đem tới cho gì hết. Thì bữa hổm thì nó ngay cái băng từ thiện nào ở đâu đem lại cho mì gạo tương. Mới đây phải không? Mới đây tôi thấy nó phát ở trên ủy ban á. Có túi xanh xanh nữa phải không? Vậy cũng êm rồi, thôi được rồi, khỏi. Thôi vậy cũng được rồi. Thấy cho cũng nhiều lắm à. Có nhiều thứ lắm rồi nha. Dạ, còn nhiều thứ mà kẻ thì có, người không không. Sao vậy? Nó không có đèn. Nhà là con kinh. Con có con sông. Còn phía sen sau nhà nè là ruộng đất đất lúa, ruộng lúa mênh mông ở sau nè. Lúa ở đây chín rồi nè. Thì làm khu công nghiệp cho chắc ăn, nó lương bổng của nó đều đặn. Còn dưới này làm lúa làm càng ngày càng chết. Phân này lên gấp đôi rồi đó. Rồi thuốc này thuốc nọ cũng gấp đôi rồi. Mà lúa thì hỏi ảnh, ảnh nói có 5.800. 5.800 là cách đây 3-4 năm rồi. Rồi năm ngoái còn đỡ, có lúc được 6.600 mấy. Mà bây giờ mà còn 5.800. Mà năm ngoái phân chưa lên đó. Mới lên năm nay thôi phân. Chứ năm ngoái năm ngoái đâu phân thuốc thì cũng đâu có lên đâu rồi. Rồi năm nay chắc lỗ teo to nữa. Càng ngày cầm lỗ, cho nên bà con ở trên núi người ta làm riết người ta bán đất hết trơn. Có nhiều người thì người ta làm cầu thang, có nhiều người người ta làm cái cầu đi ra ngoài kia luôn. Thôi. Không, không, nếu cái này nó còn làm đường bê tông nữa. Cái này nó còn làm cao. Cái này là cái đú nè bạn ơi. Cái đú nó nằm trong nguyên bộ phận với cái dến. Cái dến thì nó có 3 phần. Một phần lưới đăng, một phần cái bầu, với cái cuối cùng là cái đú. Cái đú là chỗ cá nó vô. Đứa nào đi tôi lên tiên tôn không? Đi, này lên được nè. Đi không?
Bây giờ thì mới bắt đầu nước nó mới chốm lên nè, thì không có giăng câu bủa lưới gì được hết á, thì bà con ta đi xiệt gì nè, mà xiệt thì cũng thấy cũng được nhiều lắm, người mà đi xiệt nha cả ngày á cũng cỡ 3-4 kg vậy, 4-5 kg vậy cũng chừng hên xui. Đường này đi quay cái đám dưa hấu ở trên không biết có hái chưa, nhưng mà ngồi nói chuyện với ông anh đó thì nói là dưa đó chưa, ta mới hái nụ à. Hái nụ có nghĩa là người ta lặt mấy cái người ta lặt mấy trái nhỏ nhỏ, mấy trái đẹp á, người ta lặt bỏ. Mà cái nụ dưa hấu là có nghĩa là dưa hấu non á, ăn nấu canh ăn ngon á, mà kho cá ăn cũng ngon nữa. Đây là đường bờ đê, đường bờ đê của con kinh Sài So. Bên kia thì nó đổ bê tông mà bên đây chưa đổ bê tông. Bên trái là con kinh Sài So, còn bên bên phải là ruộng lúa. Nãy có con chích chè lửa cũng hiếm thấy lắm. Ở đây có chiếc chè nó kêu, nó hót lắm.